Fushihara là một nhân viên mẫn cán của một công ty nọ. Cô nàng là kiểu người chăm chỉ cày cuốc đến mức được người ta gọi là nô lệ chốn công sở. Dạo này, mấy miếng cơm nắm ăn trưa của Fushihara thường biến mất một cách kỳ lạ, nhưng cô nàng thì chả mấy quan tâm chuyện đó vì công việc ngày càng nhiều. Cô đồng nghiệp thì cảm thấy buồn cười vì kẻ nào lại đi trộm một nắm cơm cơ chứ, chả lẽ là do ma làm, vì dạo này ở công ty cũng xuất hiện tin đồn có ma. Tối hôm đó, vì bị lão trưởng phòng đùn đẩy cho một đống công việc nên Fushihara phải ở lại văn phòng làm việc đến khuya. Đang ngồi làm việc với tâm trạng kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần thì cô nàng đột nhiên nghe thấy một âm thanh rùng rợn. Đó là một giọng nói liên tục thúc giục cô rời khỏi đây. Dù vậy thì Fushihara cũng chả có thời gian để tâm đến âm thanh đó mà chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Nhưng đột nhiên màn hình máy tính của cô bị lỗi và hiển thị một thông điệp yêu cầu cô rời khỏi đây ngay. Bực mình vì nghĩ có thằng cha nào đó đang chơi khăm nên Fushihara đã đi quanh phòng để tìm cho bằng được. Và khi đi ra sau chiếc máy in thì cô nàng đã bắt gặp một cô bé trông cực kỳ cute. Và vẻ đáng yêu siêu cute của thứ đang nằm ngay trước mắt đã khiến cô đứng hình hồi lâu. Hóa ra mọi chuyện là do cô bé này gây ra và cô nhóc luôn miệng đòi đuổi Fushihara ra khỏi văn phòng. Khi nhìn thấy chiếc khăn tam giác trên đầu cô nhóc thì Fushihara đã nhận ra đây đích thị là một con ma. Cô bé ma vừa bóp vai vừa luôn miệng đòi Fushihara rời khỏi nơi này khiến cô nàng rất phê. Cô nhân viên công sở đã cảm thấy thắc mắc tại sao một bé ma lại muốn mình rời khỏi đây, chả lẽ nếu ở lại đây sẽ bị nguyền rủa. Lúc này cô bé ma mới nói rằng là vì sợ Fushihara làm việc quá sức và ngỏm củ tỏi nên mới làm như vậy. Nếu cô nàng không may mà ngỏm trên bàn làm việc thì bé ma sẽ rất buồn. Hóa ra, mọi chuyện chính là bắt đầu từ miếng cơm nắm của Fushihara. Chính bé ma đã đánh cắp chúng suốt mấy ngày hôm nay vì nghĩ đó là đồ cúng, và mấy miếng cơm thực sự rất ngon khiến cô bé vô cùng thích thú. Vì thế mà khi thấy người ngày nào cũng cúng đồ ăn ngon cho mình phải làm việc vất vả đến tận đêm khuya thì bé ma đã rất lo lắng. Sợ rằng Fushihara sẽ làm việc quá sức và ngỏm củ tỏi nên cô bé đã tìm mọi cách để cho cô nàng được nghỉ ngơi. Đầu tiên thì bé ma định ghi âm giọng nói của mình để dọa Fushihara phải sợ mà bỏ về, nhưng khi nghe lại thì thấy giọng mình cute quá nên chả đáng sợ tí nào. Cô bé đành nghĩ cách khác là trải chăn ấm nệm êm ra ở trong kho tài liệu để Fushihara vào ngủ, nhưng cuối cùng chính cô bé lại là người ngủ quên luôn trong đó. Đến khuya tỉnh dậy thì bé ma đã tìm được một cái loa rè, khi nói qua đó thì giọng nói bị rè đi và nghe khá đáng sợ. Bé ma đã vô cùng sung sướng và lập tức dùng nó để đuổi Fushihara ra về, và đó cũng chính là âm thanh rùng rợn mà cô nàng công sở nghe thấy lúc nãy. Khi biết có một bé ma đang lo lắng cho mình thì Fushihara như được tiếp thêm 200% sức mạnh, cô nàng tiếp tục trở về bàn làm việc khiến bé ma lại phải chạy theo ngăn cản. Và khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu siêu cute đó chui lên từ dưới bàn thì Fushihara tí nữa xỉu ngang luôn. Không đuổi được Fushihara về nên bé ma đành tìm cách chăm sóc cô nàng trong lúc làm việc. Cô bé đã chạy đi rót trà ấm và lấy chăn để cô đắp cho bớt lạnh, rồi còn leo lên người Fushihara ngồi để giúp cô nàng thư giãn. Và những hành động đó của cô nhóc đã khiến Fushihara tràn trề năng lượng và cảm thấy có thể làm việc liên tục thêm 3 ngày nữa. Ngày hôm sau, Fushihara lại tiếp tục ở lại cày cuốc đến tận đêm khuya vì công việc vẫn còn chất đống. Cảm thấy người hơi sốt nên cô nàng quyết định đi nghỉ ngơi vài phút cho lại sức, nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất đến 2 giờ sáng. Khi thức dậy thì Fushihara lại thấy bé ma đang nằm ngủ bên cạnh và vẫn luôn miệng thúc giục cô về nhà. Tỉnh dậy thấy Fushihara đang phát sốt mà vẫn không chịu về nghỉ ngơi thì bé ma đã khóc toáng lên ăn vạ. Không còn cách nào khác nên cô bé đã ôm lấy cánh tay của Fushihara rồi nói rằng sẽ cùng cô về nhà nghỉ ngơi. Câu nói đó như mũi tên bắn trúng tim của cô nàng công sở, và thế là cô nàng đã lập tức bắt xe taxi và ôm theo bé ma về nhà luôn. Nhà của Fushihara là một căn phòng nhỏ và cực kỳ bừa bộn bẩn thỉu nhưng vẫn khiến bé ma rất thích thú. Và dù về đến nhà nhưng cô nàng công sở vẫn không thể dứt ra được khỏi công việc. Việc đó khiến bé ma nổi quạo và một hai đòi cô nàng phải đi ngủ vì đang bị sốt cao. Bé ma đã ngồi hát ru cho Fushihara ngủ nhưng kết quả là cô bé đã ngủ trước, còn Fushihara thì không thể ngủ nổi khi nhìn thấy sự dễ thương của cô nhóc. Không thể ngăn cô nàng cắm đầu vào công việc nên bé ma đã quyết định dọn dẹp căn phòng vì cô bé nghĩ là nếu nhà cửa sạch sẽ thì Fushihara sẽ dễ ngủ hơn. Sau một hồi hí hoáy thì bé ma cũng dọn xong căn phòng bừa bộn của Fushihara, ngó thấy cô nàng đã ngủ thiếp đi sau khi xong việc thì bé ma đã lặng lẽ đi làm một đĩa cơm nắm. Khi quay lại kiểm tra và nhận thấy Fushihara đã hết sốt thì bé ma đã rất vui mừng. Sở dĩ cô bé yêu quý cô nàng công sở này là vì cô ấy có phần nào đó giống với người mẹ của bé ma. Khi cô bé còn sống mấy trăm năm trước thì mẹ của cô cũng rất chăm chỉ và thường bất chấp sức khỏe để làm việc, và mỗi lần mẹ đi làm là cô nhóc lại làm cơm nắm cho mẹ mang theo. Đến sáng sớm khi thức dậy thì Fushihara lại nhìn thấy bé ma ngủ gật bên cạnh mình, trên bàn còn có một đĩa cơm nắm và một lá thư chúc cô mau khỏe. Chỉ như đó thôi đã khiến cô nàng công sở cảm thấy ấm lòng và đánh bay mọi mệt mỏi. Một hôm thấy trời sắp mưa thì Fushihara đã quyết định về nhà sớm vì đằng nào công việc cũng đã xong. Tối đó bé ma lại xuất hiện và đã hết sức vui mừng khi thấy Fushihara không ở lại làm việc muộn. Nhưng rồi cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình bắt đầu bủa vây lấy cô bé khiến cô thấy hơi sợ. Nhưng vì hôm nay Fushihara được về nhà sớm để nghỉ ngơi nên cô nhóc nhất quyết tự mình chịu đựng cảm giác đó. Đột nhiên một tiếng sấm bất thình lình vang lên khiến bé ma giật mình sợ hãi. Để vơi đi nỗi sợ thì bé ma chỉ biết rúc dưới gầm bàn và nghĩ về Fushihara. Đang ngồi buồn thì bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng của Fushihara.
Hóa ra là cô nàng bị bắt chỉnh sửa lại tài liệu nên lại phải mò đến văn phòng giữa đêm mưa gió. Vừa nhìn thấy Fushihara thì bé ma đã lao đến ôm chầm cô trong niềm vui sướng khiến cô nàng cũng bớt mệt mỏi. Hì hục mãi thì Fushihara cũng chỉnh sửa xong bản tài liệu, đúng lúc này thì tiếng sấm lại vang lên khiến bé ma sợ hãi. Thấy để cô bé một mình ở lại đây trong lúc sấm sét thế này thì thật tội nghiệp, thế nên Fushihara quyết định đưa bé ma về nhà luôn. Cô nàng đã lấy ra một bộ áo mưa đã chuẩn bị trước để mặc cho cô nhóc, và nhìn cô bé ma đáng yêu trong bộ áo mưa hình con ếch thì chỉ muốn tan chảy mà thôi. Trên đường về nhà Fushihara, bé ma đã nhìn thấy một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi bên đường. Thấy chú mèo phải đội mưa trông rất tội nghiệp thì cô bé đã tặng cho nó chiếc ô của mình. Thấy thế thì Fushihara đã quyết định sẽ đưa chú mèo đen về nuôi luôn và dặn dò bé ma phải chăm sóc nó thật cẩn thận. Ngày hôm sau thì Fushihara đã đến văn phòng làm việc với tâm trạng khá mệt mỏi. Hóa ra là vì chú mèo không chịu nghe lời bé ma nên cả hai đã không chịu hòa thuận với nhau. Bé ma đã tìm đủ mọi cách để dạy cho chú mèo đen ngồi xuống nhưng nó vẫn chảnh chọe quay mặt đi, thậm chí cô nhóc đưa tay ra để bắt thì còn bị chú mèo cào cho mấy cái. Hết cách thì bé ma đành dùng đến vũ khí tối thượng là cỏ đuôi chồn, và quả nhiên nó đã khiến cho chú mèo không thể ngồi yên mà lao vào cố gắng bắt lấy. Thấy chú mèo thích thú nghịch cây cỏ đuôi chồn thì bé ma đã hỏi là có phải chú mèo ghét mình không. Chú mèo đen có vẻ như đã hiểu câu hỏi đó nên đã trèo lên người bé ma quấn quýt. Còn Fushihara thì sau giờ làm đột nhiên được một cô bạn thời cấp 3 là Kari gọi ra quán cà phê. Hóa ra là vì cả hai đang cùng ế chảy thây nên cô bạn chỉ biết tìm Fushihara để tâm sự. Kari là một người có khả năng ngoại cảm nên đã nhanh chóng phát hiện cô bạn của mình đang sống với một con ma, và ban đầu cô ấy tưởng rằng đó là lý do khiến Fushihara luôn trong tình trạng mệt mỏi. Nhưng sau khi gặp mặt cô bạn cấp 3 thì Kari đã nhận ra chính bé ma đó đang chữa lành cho tâm hồn của Fushihara. Lời nói của cô bạn đã khiến Fushihara suy nghĩ khá nhiều trên đường về nhà, và khi về đến nơi nhìn thấy bé ma đang vui đùa cùng chú mèo thì mọi suy nghĩ của cô đã được giải tỏa. Có lẽ từ giờ trở đi những thứ dễ thương này chính là động lực cho Fushihara tiếp tục cuộc sống. Ngày hôm sau, khi Fushihara đi làm thì chú mèo đen đã chạy theo như thể đòi đi cùng, bé ma đã nói rằng đó là chú mèo đang muốn phụ giúp chủ nhân. Fushihara đã cười và nói rằng chỉ cần chúng ở nhà an toàn là cô đã vui lắm rồi. Câu nói đó có vẻ đã khiến chú mèo thất vọng và nó đã bất ngờ hiện hình là một cô bé cực kỳ dễ thương mặc kimono màu đen. Bé mèo đen đã đưa cho Fushihara một hộp bento rồi nói rằng tối qua trong lúc hai người ngủ thì cô bé đã làm nó. Nhìn hộp cơm quá dễ thương khiến cô nàng suýt nữa rớt tim ra ngoài. Bé mèo đen đã cho biết cô bé là một con mèo ma và đã bị chủ trước đuổi khỏi nhà khi nhìn thấy hình dạng thật. Bé mèo lo sợ lần này sẽ lại bị đuổi đi nhưng Fushihara đã lập tức nói rằng sẽ nhận nuôi cô bé mãi mãi. Hôm nay như thường lệ thì bé ma lại trèo lên bàn làm việc để dục Fushihara về nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên từ đâu có một tiếng nói rùng rợn khiến cả Fushihara và bé ma ôm nhau sợ hãi. Hóa ra đó là bé mèo đen đang ngồi ở bàn máy tính đối diện. Cô bé đã tự mình giúp Fushihara xử lý xong đống tài liệu phải nộp gấp. Nhìn thấy tài liệu được chuẩn bị rất chỉnh chu thì Fushihara đã xoa đầu bé mèo khen ngợi. Bé ma thấy thế thì cũng ghen tị và nhảy lên đòi bóp vai cho Fushihara. Bé mèo cũng không chịu thua và cả hai đã nổ ra cãi vã để được giúp chủ nhân. Fushihara đành giao công việc copy tài liệu cho bé ma để cả hai khỏi cãi nhau. Nhưng cô bé không biết dùng máy photocopy nên kết quả đã bị nó đè lên người. Bé mèo cũng đòi thử và cuối cùng cũng không khác gì. Fushihara đành dỗ dành hai đứa rồi tự mình in tài liệu. Và khi lấy bản in trước ra thì cô nàng đã phát hiện hai bức ảnh siêu cấp cute. Mấy ngày phải bận rộn với công việc nên Fushihara đã quên không đem quần áo đi giặt. Vì thế mà tủ đồ của cô chỉ còn đúng một cái áo để mặc cho hôm nay. Thấy thế thì hai cô bé đã nảy ra ý tưởng sẽ giúp chủ nhân giặt đồ, và sau cả nửa ngày hí hoáy thì cuối cùng hai cô bé cũng làm xong, nhưng trông chừng chả khác lúc chưa giặt là mấy. Bé mèo ngửi thử chiếc áo thì nó tràn ngập mùi của Fushihara, nhưng khi bé ma ngửi thì chỉ thấy mùi xà phòng mà thôi. Thế là hai cô bé đã giành giật cái áo để được ngửi nhưng kết quả là đã làm rách nó. Vì sợ bị Fushihara mắng và bỏ rơi nên cả hai đã khóc toáng lên rồi đổ lỗi cho nhau. Sau khi đã bình tĩnh lại thì bé mèo đã nảy ra ý tưởng đi mua một cái áo khác, vì cô bé cũng có một khoản tiền tiết kiệm là 150 yên. Nhưng khi vào cửa hàng quần áo thì cả hai giật mình phát hiện một cái áo sơ mi có giá gần 2.000 yên. Nhìn thấy có hai cô bé đang thút thít thì bà chủ đã lại hỏi chuyện. Sau một hồi tâm sự thì bà đã hiểu ra sự tình và an ủi bé mèo rằng Fushihara sẽ không giận hai cô bé đâu. Bà mỉm cười phúc hậu và nói rằng hai cô bé có thể chọn chiếc áo mà chúng thích và không cần trả tiền. Bé mèo đã vô cùng biết ơn bà chủ và hứa rằng sẽ báo đáp vào một lần khác, còn bé ma thì đã hết sức xúc động chạy lại ôm bà chủ để cảm ơn. Ông chồng của bà chủ không thể nhìn thấy hai cô bé nên không hiểu bà đang nói chuyện với ai, còn bà chủ thì cũng cảm nhận được hai cô bé này như là thiên sứ vậy. Đến tối thì hai cô bé cũng thú nhận mọi chuyện với Fushihara, và tất nhiên là cô nàng công sở không hề trách móc hai cô bé. Tuy nhiên chiếc áo chúng mang về thì quá loè loẹt nên Fushihara không thể mặc đi làm được. Còn bà chủ thì sau đó đã nhận được một hộp bento kèm theo bức thư cảm ơn của hai cô bé khiến bà rất ấm lòng. Một hôm trong lúc Fushihara đi làm thì bé ma đã lấy hoa cúc ra để bói xem hôm nay cô nàng có về nhà hay không. Và rốt cuộc là dù có vặt hết hoa trong vườn để bói thì kết quả vẫn là Fushihara không về nhà. Khi cô nàng công sở về đến nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của hai cô nhóc,
Vào nhà xem thì thấy cả hai đang nằm thất thần trên đống hoa cúc. Thấy Fushihara đã về thì hai cô bé đã bật dậy dọn hết đống hoa và cho rằng chó bói hoa thật vớ vẩn. Dọn dẹp xong thì Fushihara đã làm cho hai cô bé món cơm bọc trứng chiên cực kỳ ngon. Bé Ma đã lấy miếng xúc xích đầu tiên cho Fushihara ăn vì đây là công sức của cô. Nhưng mèo đen đã nhanh miệng đớp lấy khiến cô nàng công sở bật cười vì quá đáng yêu. Hôm sau bé mèo đã tự làm bữa sáng cho cả ba người cùng ăn. Với mấy thứ nguyên liệu còn sót trong tủ lạnh mà bé mèo đã làm ra một bữa ăn rất ngon khiến Fushihara rất ngạc nhiên. Sau khi cô nàng công sở đi làm thì bé Ma đã nhờ mèo đen dạy cho mình cách nấu ăn. Hóa ra là vì thấy bé mèo giúp đỡ Fushihara rất nhiều nên bé Ma cũng muốn làm được một chút gì đó. Thế nên cô bé quyết định làm một hộp cơm trưa thật ngon cho chủ nhân. Sau khi hì hục cả buổi thì cuối cùng hai cô bé cũng làm xong hộp cơm và bé Ma quyết định sẽ tự mình đem nó đến cho Fushihara. Nhưng không hiểu sao mà đến tận chập tối vẫn chưa thấy bé Ma trở về, thế nên mèo đen đã đến gặp Fushihara và nói hết mọi chuyện. Sau một hồi đi tìm thì hai người cũng đã tìm được bé Ma đang bị lạc đường. Hóa ra là vì không có ai nhìn thấy cô bé cả nên bé Ma không thể hỏi được đường đến công ty của Fushihara. Bé Ma đã bật khóc nức nở khi thấy cô nàng công sở và đưa ra hộp cơm mình tự làm. Fushihara đã ngồi ăn nó ngoài công viên và cảm thấy hộp cơm này ngon hơn hẳn những thứ thường ngày. Có lẽ vì nó chan chứa tình cảm của bé Ma dành cho cô. Đánh chén xong hộp cơm thì Fushihara như được tiếp thêm 100% sức mạnh và có thể làm việc đến tận mấy hôm sau. Thấy bé mèo đen suốt ngày thích chải tóc thì Fushihara đã hỏi đó có phải tập tính của loài mèo không. Bé mèo đã trả lời rằng đó là thói quen từ một kỷ niệm vừa mới xảy ra gần đây. Chuyện là từ khi sinh ra thì bé mèo đen đã là một con mèo mồ côi cô đơn, không có cha mẹ cũng không có bạn bè và thường bị con người xua đuổi. Một hôm nọ đang lang thang với cái bụng đói thì bé mèo bắt gặp một tay giang hồ đáng sợ. Cô bé hoảng sợ định bỏ chạy thì bị hắn ta bắt lại và đem về nhà. Tên giang hồ này trông thế thôi nhưng lại rất tốt bụng, hắn đã cho bé mèo thức ăn và còn tắm rửa sạch sẽ cho cô nhóc. Xong việc thì hắn đã thả bé mèo đi nhưng vì thấy hắn cũng cô đơn như cô nên bé mèo đã quyết định ở lại. Và từ đó bé mèo không còn cô đơn nữa và trở thành một con mèo vui vẻ. Tên giang hồ cũng chăm sóc bé mèo rất cẩn thận và thường chải lông cho cô bé mỗi ngày. Nhưng cuộc sống vui vẻ đó không kéo dài được lâu, một ngày nọ tay lão đại của tên giang hồ bị kẻ thù ám sát, vì thế mà hắn ta phải tự mình liều mạng đi gặp bọn chúng. Như cảm nhận được điều gì đó nên bé mèo đã hiện nguyên hình và ôm lấy chủ nhân, cô bé bật khóc nức nở rồi năn nỉ chủ nhân ở nhà. Sau một phút bất ngờ thì tay giang hồ đã lạnh lùng nói rằng cô bé hãy ra ngồi trong chiếc thùng các tông bên đường, rồi hãy cố gắng kêu gọi ả đàn bà tóc nâu đuôi ngựa đêm nào cũng về trễ, rồi hắn lớn tiếng nói rằng đã có công nuôi cô bé thì thích vứt lúc nào thì vứt. Câu nói đó đã khiến bé mèo tủi thân và bật khóc chạy ra ngoài, còn tên giang hồ thì ngồi lặng một mình trong phòng thầm xin lỗi cô bé. Sau đó thì tên giang hồ phải đối mặt với kẻ thù còn bé mèo thì được Fushihara và bé Ma nhận nuôi trong một đêm mưa gió. Nghe xong câu chuyện thì bé Ma và Fushihara đã khóc nấc lên vì cảm động. Nhưng bé mèo lập tức phán một câu xanh dần là mọi chuyện là do cô nhóc bịa ra thôi, vì thấy hai người háo hức nghe nên đã thêu dệt nên câu chuyện vừa rồi. Thấy mọi người trong văn phòng lúc nào cũng đùn đẩy việc cho Fushihara thì bé Ma đã bất thình lình lao ra ngăn cản. May là không có ai nhìn thấy cô bé nên cô nàng công sở đã đưa bé Ma vào kho và giải thích cặn kẽ. Trong công ty thì mọi người đều phải cùng nhau làm việc, thế nên khi ai đó gặp khó khăn thì cô rất muốn hỗ trợ họ, và khi cô gặp vấn đề thì họ cũng sẵn lòng quay lại giúp đỡ. Nghe thế thì bé Ma đã hiểu ra và quyết tâm sẽ giúp Fushihara được về sớm. Cô bé đã đi lấy cho Fushihara một tách trà ấm nhưng khi quay lại bàn làm việc thì không thấy cô ấy đâu. Bé Ma đã tự leo lên ghế rồi hì hục giúp Fushihara xử lý một mớ tài liệu. Xong xuôi thì cô bé đã ngủ quên luôn trên ghế khiến cô nàng công sở khi quay lại đã giật mình vì quá đáng yêu. Fushihara đã bế cô bé vào lòng rồi tiếp tục ngồi làm việc. Trong lúc ngủ cô bé đã vô tình gọi mẹ khiến cô nàng công sở nghĩ rằng bé Ma đã gặp nhiều nỗi đau trong quá khứ. Và khi bé Ma tỉnh dậy thì Fushihara đã ôm cô bé vào lòng thật chặt và hứa sẽ luôn ở bên cô nhóc. Một hôm Fushihara đã nấu món ớt tây nhồi thịt nhưng bé Ma lại không chịu ăn mà đẩy sang cho mèo đen. Hóa ra là vì món ớt tây có vị đắng nên bé Ma không thích ăn. Thấy thế thì bé mèo đã nói rằng nếu không chịu ăn thì sẽ không lớn được, nghĩ rằng nếu mình cao lớn hơn thì sẽ giúp đỡ được cho Fushihara nhiều hơn nên bé Ma quyết tâm nhắm mắt ăn hết đĩa ớt tây. Fushihara chợt nghĩ rằng không biết hai cô bé lúc này đã bao nhiêu tuổi, nhìn hình dáng này mà mặc đồ học sinh tiểu học thì chắc chỉ muốn rớt tim ra ngoài. Fushihara đã hỏi hai cô bé là có biết sinh nhật của mình không, bé mèo đã nói rằng ngày thì không nhớ nhưng chỉ biết mình sinh vào mùa xuân, còn bé Ma thì nhớ là mình sinh ra vào mùa hè. Vì sắp đến mùa hè nên Fushihara đã quyết định tặng cho bé Ma một món quà đặc biệt, đó là tấm phiếu thích gì được nấy để cô bé tự chọn món mình thích nhất. Bé Ma rất thích thú với món quà này và đã ôm nó ngủ suốt đêm, nhưng rốt cuộc thì nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày mà cô nhóc vẫn chưa chọn được món quà mình thích. Đến cuối cùng khi Fushihara hỏi thì cô bé đã nói là chỉ muốn được ôm một cái, đề nghị dễ thương đó như mũi tên xuyên qua tim cô nàng công sở khiến cô tí thì xỉu ngang. Đến ngày diễn ra lễ hội Obon thì Fushihara được nghỉ phép một ngày nên cô nàng quyết định sẽ đưa hai cô bé đi chơi, bé Ma thì rất háo hức vì sắp được đi xem pháo hoa. Đến ngày diễn ra lễ hội, Fushihara đã sắm cho hai cô bé hai bộ yukata cực kỳ dễ thương nhìn chỉ muốn tan chảy.
Sau khi dạo chơi một vòng hội chợ thì cả ba người quyết định vào khu nhà ma chơi thử. Chả hiểu thế quái nào hai cô bé này là ma mà lại đi sợ ma cơ chứ. Vừa mới vào thì hai cô bé đã bị mấy nhân viên hóa trang dọa cho phát khiếp, thế nên Fushihara đành ôm hai đứa ra công viên ngồi cho đỡ sợ. Đang háo hức chờ đến tiết mục bắn pháo hoa thì bất ngờ trời đổ mưa, thế là màn bắn pháo hoa bị hủy bỏ khiến bé ma rất buồn. Fushihara chợt nghĩ ra một cách, đó là mua một túi pháo bông rồi dẫn hai cô bé xuống gầm cầu ngồi chơi. Tuy không rực rỡ như pháo hoa nhưng những que pháo bông bé xinh cũng khiến hai cô bé rất thích thú, và vẻ mặt vui vẻ của hai cô nhóc cùng những cây pháo bông như xóa tan đi mọi mệt mỏi của Fushihara. Đến tối khi cho hai cô bé đi ngủ thì đột nhiên Fushihara nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ nhà hàng xóm. Cô nàng đã chạy sang hỏi chuyện và phát hiện cô hàng xóm cũng nuôi một bé ma làm hầu gái. Cô hàng xóm này tên là Sasuke và là một họa sĩ truyện tranh. Cô nàng đã rất bất ngờ khi biết Fushihara cũng có thể nhìn thấy bé ma của mình. Cô bé tên là Lily và đang làm nhiệm vụ chăm sóc cho cô chủ cực kỳ lười biếng. Nếu không có Lily thì căn nhà của Sasuke không khác gì cái chuồng lợn. Sáng hôm sau, Fushihara đã dẫn bé Lily về làm quen với hai cô nhóc nhà mình. Giới thiệu xong thì cô nàng đã ra ngoài nói chuyện với Sasuke để ba cô bé làm quen với nhau. Hai cô nàng đứng ở ngoài đã rất lo lắng nên đã hé cửa vào nhìn trộm, và hóa ra là cô bé Lily đang ra sức nói xấu Sasuke. Nào là ăn ở bừa bộn, nào là ăn mặc hớ hênh, rồi suốt ngày chỉ giúp ở nhà mà chả đi đâu cả. Bé ma và mèo đen cũng luôn tiện kể tính xấu của Fushihara là không bao giờ chịu về nhà sớm, lúc nào cũng làm việc đến kiệt sức, rồi đồ ăn lúc nào cũng để nguội tanh mới chịu ăn. Nhưng dù vậy thì cả ba cô bé vẫn rất yêu quý chủ nhân của mình. Nghe thấy thế thì hai cô nàng ở ngoài đã rớt nước mắt vì quá cảm động. Một hôm đi đổ rác thì bé Lily bắt gặp mèo đen và bé ma đang chơi bóng. Thấy hai cô bé có áo mới do Fushihara mua tặng nên Lily đã về nhà đòi Sasuke mua cho một cái. Nhưng cô nàng họa sĩ nói rằng cô làm gì có tiền, khiến Lily giận dỗi và nói cô là đồ keo kiệt. Sáng hôm sau thì Lily bất ngờ nhận được một hộp bưu phẩm của ai đó gửi cho mình. Mở ra thì bên trong có rất nhiều quần áo mới dành cho cô nhóc. Biết ngay là của Sasuke đặt mua cho mình nên cô bé đã chạy đến ôm chầm lấy chủ nhân rồi khóc thút thít. Đến tối thì cô bé hầu gái đã không nhịn được mà lén dậy lôi quần áo ra nghịch. Sáng ra thì Sasuke đã dặn Lily nhớ dọn dẹp quần áo và nói rằng tối qua đã thấy hết. Cô nàng còn vẽ lại cảnh Lily ôm quần áo cười khúc khích khiến cô bé xấu hổ không biết chui vào đâu. Vì mấy hôm bận công việc ngập đầu nên Fushihara quên mất không mua thức ăn, vì thế nên hai cô bé đã xung phong đi chợ thay cho cô nàng. Để cho Fushihara yên tâm thì hai cô bé còn diễn cảnh đi chợ và còn mặc cả một con cá từ 10 tỷ yên xuống 30 yên. Fushihara mặc dù khá lo lắng nhưng không còn cách nào nên đành giao việc đi chợ cho hai cô nhóc. Ra đến cửa hàng rau thì bé mèo đã ấp a ấp úng không nói rõ cần mua gì. May mà Fushihara đã viết lại những thứ cần mua vào một tờ giấy nên cô bán hàng đã lấy cho bé mèo đủ những gì cô bé cần. Khi đi đến tiệm bán cá, nhìn thấy ông chủ tiệm đáng sợ với con dao trên tay thì hai cô bé đã hết hồn không nói nên lời. May mà đúng lúc này bà chủ tiệm quần áo đi qua và trấn an thì hai đứa mới hết sợ. Không những thế, bà ấy còn đòi ông chủ tiệm tặng cá cho hai cô bé vì đã làm chúng sợ. Bé ma đã quay lại để cảm ơn ông chủ tiệm cá và xin lỗi chuyện vừa nãy, nhưng vì ông ấy chỉ nhìn thấy mỗi bé mèo nên chỉ nghe được tiếng của cô nhóc ma mà thôi. Hôm nay là ngày trung thu nên Fushihara đã cùng bé mèo đen chuẩn bị bánh dango ăn cùng tương ngọt. Cô nàng còn làm một cái mũ hình bánh dango cho bé ma trông cực kỳ cute. Đánh chén no nê xong thì hai cô bé đã lăn quay ra ngủ. Nhìn hai cô bé ngủ dưới ánh trăng tròn khiến Fushihara nhớ lại thời gian còn ở một mình. Lúc đó cô nàng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và chỉ mong muốn một lần được ngắm ánh trăng với tâm trạng vui vẻ. Sự xuất hiện của hai cô bé như tiếp thêm niềm tin và động lực sống cho Fushihara giữa cuộc đời tẻ nhạt này. Một hôm nhìn thấy Fushihara bị lão trưởng phòng mắng một trận té tát thì hai cô bé đã rất tức tối. Để an ủi chủ nhân thì bé ma đã đóng giả làm ông giám đốc rồi tuyên dương cô nàng là nhân viên chăm chỉ. Ông giám đốc dễ thương còn tặng thưởng và cử trợ lý mèo đen đến giúp đỡ Fushihara. Và nhờ sự chăm sóc của ông giám đốc cùng cô trợ lý siêu cấp dễ thương này mà mọi mệt mỏi của cô nàng công sở như tan biến hết. Trên đường về nhà thì bé ma đã vô tình nhìn thấy một con phố được treo đèn rất lộng lẫy. Fushihara đã nói rằng đó là vì sắp đến Noel nên người ta mới trang trí đẹp như thế, nhưng hai cô bé thì lại không biết Noel là gì. Thấy thế thì Fushihara đã quyết định mang đến cho hai cô bé một bất ngờ đặc biệt. Cô nói rằng năm nay ông già Noel sẽ ghé nhà họ để tặng quà, nên hai cô bé có thể viết điều ước của mình và nhét vào chiếc tất trên cửa sổ. Hai cô nhóc đã rất hao hức chờ đến ngày Noel và tối hôm đó cả hai đã ngồi chờ ông già Noel xuất hiện. Sợ ông không vào được nhà thì hai cô bé còn mở toang hết cửa và ngồi chăm chú nhìn vào cái tất. Chờ mãi mà không thấy gì thì bé mèo đã thất vọng bật khóc và nghĩ rằng chắc mình chưa ngoan nên ông già Noel không đến. Thấy thế thì mèo đen đã an ủi và nói rằng bé ma rất ngoan và chắc chắn ông già Noel sẽ đến. Vì hôm nay công việc rất nhiều nên tận tối muộn Fushihara mới về nhà. Khi đi vào thì đã thấy hai cô nhóc nằm ngủ lăn quay dưới sàn, trên tường còn treo cả một lời cảm ơn đến cho ông già Noel. Fushihara đã lặng lẽ mở chiếc tất ra để xem điều ước của hai đứa và hóa ra cả hai đều chỉ ước cho Fushihara được mạnh khỏe và nghỉ ngơi nhiều hơn. Đến sáng hôm sau, hai cô bé đã sung sướng khi phát hiện trong tất của mình có quà của ông già Noel.
Mở ra xem thì hai cô nhóc đã hết sức thích thú khi được tặng một đôi găng tay và một chiếc khăn quàng cổ. Nhìn hai cô bé mang khăn quàng và đeo găng tay thì đúng là chỉ muốn xỉu luôn. Mấy ngày sau thì Fushihara quyết định chụp ảnh kỷ niệm với hai cô nhóc, nhưng vì là ma nên hai cô bé không lên hình được. Fushihara đã đem chuyện đó than vãn với Sasuke và Lily đã cho biết lần trước khi phát hiện ra chuyện đó thì cô họa sĩ cũng đã khóc quá chừng. Sasuke chợt nảy ra một ý và nói Fushihara gọi hai cô bé kia sang đây, và hóa ra là cô nàng họa sĩ đã tự mình vẽ tặng ba người hàng xóm một bức tranh trông dễ thương hết sảy luôn. Đến mùa đông tuyết bắt đầu rơi, Fushihara cùng bé ma định ra ngoài nghịch tuyết, nhưng mèo đen thì nhất quyết không chịu rời khỏi cái bản Kotatsu. Hóa ra là vì loài mèo sợ lạnh, nhưng dù vậy thì bé mèo vẫn rất muốn được một lần nghỉ tuyết. Như hiểu được điều đó nên bé ma đã nặn một chú mèo bằng tuyết rồi đem vào tặng cho mèo đen. Việc đó đã khiến bé mèo cảm động và quyết tâm mặc đồ ra ngoài một lần. Thoát cái đã đến ngày đầu năm mới, hai cô bé thì rất háo hức được đi chơi đầu năm và nhận tiền lì xì. Hai cô bé đã chạy sang gọi nhóc Lily để cùng đi lễ chùa đầu năm, nhưng hai chị em nhà Sasuke thì đang ngủ li bì chưa chịu dậy. Sau đó thì ba cô bé đã được mặc những bộ kimono cực kỳ cute. Khi đến chùa thì mọi người đã cùng vào cầu nguyện. Ba cô bé đã dùng những đồng tiền lì xì để cầu chúc cho chủ nhân của mình thật mạnh khỏe. Đột nhiên bé ma nghe thấy một tiếng nói lạ kêu bọn họ đi bốc quẻ bói. Khi bốc quẻ thì Fushihara và Sasuke lại bốc trúng quẻ đại hung khiến hai cô nàng tối tăm mặt mũi. Nhưng giọng nói lúc nãy lại vang lên trong đầu bé ma nói rằng đó chỉ là trò đùa thôi. Kỳ lạ là chỉ có bé ma nghe thấy còn mọi người thì không. Khi mọi người quay về thì đột nhiên Fushihara đã đánh hơi được một cái gì đó rất dễ thương đang ở gần đây. Mấy ngày sau thì đột nhiên Fushihara nhận được rất nhiều bức thư nặc danh kêu cô nàng rời khỏi căn nhà này. Fushihara thì nghĩ rằng đó là một trò đùa của ai đó nên không quan tâm lắm. Đến khi số thư đã chất đống trên bàn thì bọn họ lại nhận được một bưu phẩm kỳ lạ. Nó bất ngờ rung lắc dữ dội khiến cả ba hết sức hoảng sợ. Và đến khi nó tự mở bung ra thì bên trong là một bé hồ ly cực kỳ cute. Hóa ra chính cô bé này là người gửi những bức thư đó. Cô bé hồ ly giới thiệu mình là Mikogami, tông đồ của thần linh được con người kính sợ và tôn thờ. Nhưng sợ đâu chưa biết mà nhìn cô bé này chỉ muốn cắn một cái mà thôi. Bé Miko đã nói rằng vì Fushihara đã chu đáo đi lễ ở ngôi đền của cô bé nên muốn giúp đỡ cô nàng một chút. Chuyện là bé Miko đã nhìn thấy Fushihara sắp gặp hạn lớn và căn nguyên nằm ở ngôi nhà này. Vì thế mới liên tục gửi thư đến đây kêu cô nàng dọn đi. Nhưng vì mãi mà Fushihara không chịu rời đi nên bé Miko mới phải đích thân đến đây. Đi cùng Miko là hai chú cáo tùy tùng là con và con ta. Thấy hai chú cáo dễ thương quá thì bé ma và mèo đen đã ôm chúng ra sân chơi. Còn Miko thì tiếp tục giải thích cho Fushihara rằng nơi cô đang sống có quá nhiều tà khí. Và chính nó đã khiến cuộc sống của cô gặp nhiều áp lực. Cũng vì tâm trí mang quá nhiều phiền muộn nên Fushihara mới nhìn thấy những linh hồn. Nhưng cô nàng công sở lại coi đó là một điều may mắn tuyệt vời. Và chính những bé ma dễ thương kia đang chữa lành cho tâm hồn tẻ nhạt chứa đầy phiền muộn của cô. Đột nhiên căn nhà của Fushihara bốc cháy dữ dội, hóa ra vận hạn mà Miko nhắc đến chính là chuyện này. May mắn là không có ai bị thương và căn nhà sau đó đã bị niêm phong. Để giúp mọi người có nơi ở mới thì bé Miko đã gọi một người quen cũ làm bên văn phòng bất động sản và hóa ra đó không ai khác là cô bạn thân Kari của Fushihara. Kari đã dẫn ba người đến một tòa chung cư lớn. Fushihara sợ rằng giá thuê nơi này nằm ngoài khả năng của cô nhưng Kari đã cho biết chỗ này rất rẻ. Vì quản lý chung cư này cũng là một người giống như Fushihara có thể nhìn thấy các linh hồn. Được đi thang máy thì mấy cô bé đã rất thích thú và thi nhau đòi được bấm nút. Khi lên đến phòng thì đây là một căn hộ rộng rãi tuyệt vời khiến ai nấy đều rất ngạc nhiên. Fushihara đã tâm sự với Kari rằng công việc hiện tại của cô thực sự rất tẻ nhạt, đã thế còn thường xuyên phải tăng ca về muộn. Nhưng sự xuất hiện của những cô bé đã xóa tan đi mọi sự mệt mỏi và cho cô thêm nhiều động lực trong cuộc sống hối hả này. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy đăng ký và ấn nút thông báo để đón chờ những video mới hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.